Em xin giới thiệu đến mọi người một cái món đồ cổ nó rất là đẹp. Đó là một chiếc ấm trà của triều đại nhà Thanh. Dòng đồ của nó rất là đẹp và nó vẽ một cái đề tài đó là phúc ẩn. Nghĩa là đề tài nó rất là ít gặp trong tất cả những cái dòng ấm trà. Đây em cũng xin giới thiệu thêm qua và chi tiết hơn. Đó là chiếc ấm. Đây là chiếc ấm, đây là con dơi. Dơi biểu tượng tượng cho chữ phúc mà gọi là chữ phước. Và bên trên đó là áng mây. Trên là chữ áng mây. Nghĩa là khi mà người ta ngày xưa người ta muốn ngụ ý vẽ nên những cái đề tài như thế này, đó là những cái con dơi này trong bầu trời này nó biểu tượng cho chữ phúc là gọi là phước. Ai ăn nghe ở thẳng hiền lành thì tất yếu là có phước phận về sau. Đó, thì những cái đề tài này là một trong những đề tài gọi là đẹp, mà chất đồ của nó rất là đanh đồ, rất là bóng loáng đẹp. Mà những dòng đồ này dành cho các vị quan của ngày xưa. Đấy, thì qua thời gian năm tháng thì cái phần dưới nắp nó có bị vẩy một tí men như thế này. Đấy, nắp cục lại và ở tí đầu vòi nó bị sờn mép như thế này. Đấy, và tình trạng và chiều cao của nó là 12 phân rưỡi. Đó, mà rất là to, nó khá to. Đấy, mọi người xem, em quay cái vòng tay của em thì nó cũng chưa ôm hết được nửa cái ấm. Đấy, nửa cái ấm thì mình phải tính từ đây cho đến qua đây. Đấy, thì em vòng tay của em đấy, cũng chưa ôm hết được hết cái vòng ấm đấy, còn rất là dư. Thì như thế này thì các bác đã mường tượng ra những cái ấm nó to cỡ nào. Đấy, thì em cũng xin giới thiệu thêm về cái sơ lược. Thì đi kèm những cái giá trị về cổ vật thì đi kèm vào đó là một cái bản cam kết bảo hành, giống như là một cái tem phiếu bảo hành chuẩn cổ trọn đời cho một cái hiện vật như thế này. Đó, thì các bác cứ yên tâm mà đến với em sở hữu những món cổ vật đẹp và nó mang cái giá trị về văn hóa nó và tinh thần nó rất là cao. Bởi vì để sở hữu những món đồ mọi đồ quan dùng như thế này nó rất là hiếm đồ. Đấy, thì em cũng xin nói sơ qua đó là những cái cổ vật mà khi mà các bác mà đã sở hữu thì nó sẽ gọi là mang cái giá trị, thứ nhất là về tinh thần, thứ hai nữa là nó đem lại giá trị kinh tế, nó theo cái tầng lớp mà các bác đã sở hữu và trao duyên cho người khác. Thì em là người trao duyên để cho đến các bác, thì các bác sở hữu và mình trao duyên lại cho một cái người ở địa vị cao hơn mình, hoặc là những tầng lớp bạn bè của mình họ có nhu cầu sở hữu thì đi kèm vào đó mình trao nhượng quyền, thì nó sẽ đi kèm vào đó là những cái lãi suất nó rất là cao. Thì lãi suất là do tự các bác định đoạt cái món đồ. Đấy, thì bởi vậy là cổ vật nó chỉ có được phép lên chứ không được phép xuống. Và nó phép lên là nó được phép là theo tầng lớp và cung bậc của người đang sở hữu trong xã hội. Thì các bác nào có muốn đam mê và muốn đầu tư về cổ vật để mà đem lại một cái lợi nhuận cao trong xã hội thì liên hệ đến em qua số điện thoại 0387 513 887. Và em cũng xin thưa với các bác rằng cổ vật thì đúng là giá trị kinh tế nó rất là cao, nhưng với em những món đồ như thế này bạn vừa là bảo hành chuẩn cổ trọn đời, vừa bảo hành chuẩn cổ trọn đời, các bác nhớ nhé, bảo hành chuẩn cổ trọn đời
và kiểm định trên toàn quốc và ra tận thế giới nếu như mà các bác muốn có nhu cầu kiểm định đấy. Và những cái món đồ như thế này có giá chỉ vài triệu đồng đấy, cái món đồ như thế này có giá chỉ vài triệu đồng cho một món đồ đó, thì các bác cứ yên tâm mà đến với em, đến với nơi uy tín hàng đầu trong đất nước Việt Nam về những cái bản cam kết và sở hữu những cổ vật đẹp như thế này đấy. Giá trị nó chỉ vài triệu cho một cái ấm như thế này đó, thì các bác đừng có ngần ngại mà mình bỏ ra cái số tiền, bởi vì vài triệu đồng thì đối với chúng ta ngày hôm nay nó chỉ là một cái bữa tiệc hoặc là mua vui, có khi những cái bữa tiệc nó lên đến vài chục triệu hoặc là trăm triệu, nó rất là bình thường trong cái giá trị và cung bậc xã hội ngày hôm nay đấy. Thì các bác cứ liên hệ đến em qua số điện thoại 0387 513887. Em rất là thiện cảm và chia sẻ những cái cổ vật cho đến tất cả mọi người trong xã hội, và đã để mà hữu duyên cũng như là sở hữu những món đẹp, cổ vật đẹp và giá trị cao.